Vụ việc được camera một nhà dân quay lại được. Thấy chủ ô tô mở cửa xuống đường nghe điện thoại, một nam thanh niên đã tiếp cận chiếc xe và chạy đến giật một túi sách để ở trong xe. Sau đó nam thanh niên này bỏ chạy. Người phụ nữ đã phát hiện và rượt theo nam thanh niên nhưng đuổi theo trong bất lực. Sau 2 tiếng đồng hồ xảy ra sự việc, đối tượng đã bị bắt tại ngã ba Bằng Lăng, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây hắn khai hắn tên là Đặng Minh Vũ và trong túi sách có 10 triệu đồng và những giấy tờ quan trọng. Và sau đó công an đang tiếp tục điều tra đối tượng và khởi tố vụ án.